Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Hải Nguyên Lan Nha Trang. Và hôm nay em Hằng tiếp tục gửi đến quý cô chú anh chị một căn hộ du lịch ngay tại bãi tắm Hòn Chồng của thành phố biển Nha Trang. Một căn hộ với diện tích 88m², bao gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh riêng biệt. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong căn hộ có gì đặc biệt nhé. Căn hộ thuộc tầng 10 của tòa nhà OC3, một trong 5 tòa nhà căn hộ của dự án Mường Thanh Điển Triều. Chúng ta đang ở tầng 10 nha quý cô chú anh chị và sẽ khám phá căn 1002. Một căn góc 3 phòng ngủ, 3 mặt thoáng với tổng diện tích là 88m². Như chúng ta để ý đúng không ạ, từ khu vực thang máy đi vào là sảnh hành lang đã có một cái sự khác biệt so với những cái tầng khác rồi. Ở đây thì những gia chủ họ làm có sự cải tạo từ sàn ngoài thang máy đi vào, có cửa sổ hướng xuống giếng trời rất là thoáng đúng không ạ. Ở đây chúng ta có 8 thang máy nha quý chú anh chị, chia thành 2 khu vực, mỗi khu vực là 4 thang. Cửa ra vào của căn hộ là hướng đông, hướng chính đông nha quý chú anh chị, hướng ra biển ạ. Và chúng ta đang ở tầng 10, đây là căn hộ số 02. Một sàn như vậy là chỉ có 4 căn góc như thế này thôi. Và 2 căn góc là hướng biển và 2 căn góc còn lại là hướng phố núi. Chúng ta đang khám phá một trong 2 căn góc biển của tòa nhà OC3 tầng 10. Đối với những quý cô chú anh chị nào chúng ta không thích tầng cao thì hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm căn hộ ở tầng trung vừa phải như thế này. Tầng 10 cũng là một lựa chọn khá là hợp lý. Đi thang máy cũng rất là nhanh và xuống dưới sảnh cũng rất là tiện. Bên phải cửa ra vào chúng ta nhìn thấy là một cái hệ tủ giày màu đen đúng không ạ? Bên dưới là đựng giày. Ngoài ra thì gia chủ có lắp thêm một cái chiếc kính nhỏ nhỏ ở giữa khung giữa của kệ tủ này. Bên trên thì quý anh chị có thể đựng một cái vật dụng cần thiết cá nhân, rất là rộng đúng không ạ? Hệ thống cửa đã thay đổi hoàn toàn bằng hệ thống cửa từ thông minh. Như chúng ta để ý, từ sảnh ngoài hành lang và bên trong căn hộ đã được gia chủ hoàn thiện nội thất mới 100% chưa qua sử dụng. Căn hộ này có 2 nhà vệ sinh nha quý chú anh chị. 2 nhà vệ sinh thì đây là nhà vệ sinh bên ngoài. Từ cửa ra vào chúng ta sẽ nhìn thấy là nhà vệ sinh chung đã thay đổi hoàn toàn thiết kế. Ban đầu của chủ đầu tư là từ gạch ốp tường, gạch men bên dưới sàn, lavabo, bồn ngồi và hệ thống vòi sen. Có một số chi tiết khác biệt so với những tòa nhà khác ở phía trước biển là tòa OC3. Thì có cái hệ thống cửa toilet, chúng ta thấy cửa nhà vệ sinh là không đơn thuần là cửa gọi là cửa nhựa giả gỗ nữa, mà đây là hệ thống cửa nhựa lõi thép với chúng chị. Rất là chắc chắn và có một cái độ chống nước rất là tốt. Từ bên tay trái cửa ra vào, quý chị dễ dàng nhìn thấy kệ tủ bếp của chúng ta được thiết kế với tông màu trắng đen chủ đạo. Đây là một cái sự thiết kế lạ đúng không ạ? Lạ và có sự tính toán. Một chiếc tủ lạnh rất là lớn. Chiếc tủ lạnh hiệu Casper 4 cánh nha quý chú chị, mới bóng loáng đúng không ạ? Chúng ta để ý là từ sàn nhà cho đến trần đã được làm một cách kỹ lưỡng, lót sàn với gạch men kích cỡ lớn. Trần nhà chúng ta đã làm là trần thạch cao và lắp hệ thống đèn led hiện đại. Với
một cái sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống nhà bếp như thế này thì em Hằng nghĩ đây là một cái niềm vui cho quý cô, quý chị, các bác, các dì sẽ rất là thích cái không gian nhà bếp của chúng ta như thế này. Sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng đúng không ạ? Và không thể thiếu của không gian nhà bếp đó chính là bộ bàn ăn. Bộ bàn ăn của chúng ta thì rất là hợp lý với cái tông màu thứ nhất là trắng vân mây, nó phù hợp với lại cái màu sắc của nhà bếp cũng như là cái nền gạch nó phả lên đúng không ạ? Kế đến là bốn chiếc ghế đệm mới tinh, rất chắc chắn và nó toát lên một cái vẻ sang trọng. Một khu vực mà em nghĩ tất cả những thành viên trong gia đình đều rất là quan tâm đó chính là khu vực ban công của chúng ta đã được lót gạch một cái màu gạch hơi cổ xưa một xíu của Cô Ba Sài Gòn nhưng rất là dễ thương đúng không ạ? Ban công thường là nơi cho mọi người hay để máy giặt nè và những cái dàn nóng của những cái chiếc máy lạnh. Một cái chiếc view nhìn từ tầng 10 rất là bắt mắt đúng không ạ? Tuy là không thấy biển nhiều nhưng nếu chú anh chị có thể thấy là toàn cảnh thành phố sẽ rất là lung linh vào ban đêm. Ban công là hướng đông nam cho nên là gió mát cả ngày của chú anh chị. Ngay vị trí phòng khách là có hai cửa sổ và ban công là hướng về một tầm nhìn. Nếu mà tầng cao một xíu chúng ta sẽ thấy biển, ở đây tầng 10 thì chúng ta thấy thoang thoáng biển thôi ha. Cửa ban công hướng đông nam, đây là một cái hướng mà đón gió rất là tốt. Với một cái sự bố trí những cái hạng mục bên trong căn hộ tuy không nhiều nhưng mà cũng đáp ứng được nhu cầu sử dụng đầy đủ nhất cho gia chủ mới khi mà chúng ta mua về. Chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi, không còn mua sắm gì thêm đúng không ạ? Đây là kệ tủ mà chúng ta có thể đựng rượu, những cái vật dụng trang trí mà chúng ta yêu thích. Ngoài ra thì hai bên cái tủ rượu này có tô điểm thêm là hai tấm gương để phản chiếu thì sẽ tạo một cái không gian, tạo một cái nhìn rất là rộng cho căn hộ. Chúng ta cảm giác là căn hộ của mình sẽ rộng hơn rất là nhiều khi mà nhìn qua hai tấm kính như thế này. Và không có nhiều dự án có những cái căn hộ 3 phòng ngủ riêng biệt như thế này với chú anh chị. Và với đặc biệt là với cái mức giá mà chưa tới 3 tỷ đồng, chúng ta đã sở hữu được một căn hộ 3 phòng ngủ riêng biệt như thế này. Diện tích là 88m², quá hợp lý đúng không ạ? Về tầm nhìn của 3 phòng ngủ này là hướng về cửa sổ hướng về hướng Tây của chú anh chị. Phía bên dưới của chúng ta là trường học cấp 3 cũng như là chúng ta sẽ nhìn thấy thành phố và mặt đường 2 tháng 4, một trong những cái con đường trọng điểm lớn nhất của khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó là đường biển Phạm Văn Đồng của chúng ta. Đây là phòng ngủ master nên có nhà tắm riêng và nhà vệ sinh như thế này. Nhà vệ sinh của tòa nhà OC3, đặc biệt là của căn gốc mà diện tích như thế này thì rất là lớn. Nên sau này quý anh chị về có nhu cầu đặt thêm vách kính, vách tắm kính thì sẽ cũng rất là dễ dàng. Chỉ với từ 3 cho đến 5 triệu đồng thì tùy nhu cầu của chúng ta lắp một cái vách kính riêng biệt để tắm, khi chúng ta tắm thì nước không bị văng tới khu vực vệ sinh. Đây là một cái điểm khá là lưu ý đối với quý chú anh chị nào chúng ta kỹ trong cái vấn đề mà thiết kế nhà vệ sinh, đặc biệt là những chú anh chị ở nước ngoài một thời gian lâu á thì sẽ quen sử dụng cái nhà vệ sinh có cái sự riêng biệt như vậy.
Nên là nhìn sơ qua máy quay thì anh chị có thể hình dung được ba phòng ngủ chúng ta là hướng về một phía, đúng không ạ? Anh rất là dễ hình dung. Cả ba phòng ngủ đều thiết kế là đầy đủ hệ thống kệ tủ quần áo, tủ giường, ga gối, chăn nệm đầy đủ. Oseba là một trong những tòa nhà bàn giao sau cùng của dự án, nên là những cái cơ sở vật chất từ ngoài hành lang, là sảnh lễ tân đặc biệt rất là rộng ha, và đặc biệt là hệ thống thang máy còn rất là mới, đi rất là nhanh, chúng ta không phải đợi lâu. Và đặc biệt là những căn hộ thô như thế này cũng còn rất là ít, thì những gia chủ của họ trang bị ngay từ đầu tất cả là mới, chưa qua sử dụng. Dự án phức hợp dự án Mường Thanh Viễn Triều có một lợi thế là nằm ngay bãi tắm, chúng ta chỉ cần đi vài bước chân ra là tắm biển được rồi quý chúng chị. Nếu như mua về chúng ta không có nhu cầu ở nhiều mà cho thuê thì dòng tiền mang về từng tháng có thể là lên đến từ 14 cho đến 16 triệu đồng một tháng nha quý chúng chị. Nếu mà trở về trung tâm thành phố cách đây khoảng 5 cây số, những cái căn phòng 1, 3 phòng 4 như thế này thuộc dự án khác sẽ rơi vào tầm giá là 5 cho đến 10 tỷ nha quý chú anh chị, 5 cho đến 10 tỷ. Và đây là một trong trung tâm thứ hai của thành phố Nha Trang mà được mọi người, những nhà đầu tư rất là quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay, mà giá căn hộ đang rất là hợp lý như thế này. Bên dưới dự án là rất là đầy đủ tiện ích cho chúng ta sử dụng như là siêu thị, nhà hàng ha, bãi đậu xe. Quý vị đang ở không gian phòng khách của căn hộ này gồm có một cái tivi lớn 50 inch, hệ thống rèm hai lớp, có một cái kệ tivi nhỏ bên dưới. Đêm hằng nhìn thấy thì những cái màu sắc mà gia chủ sử dụng cho căn hộ này chủ đạo là màu đen, trắng, nâu và màu cà phê sữa cho bộ sofa, thì nó sẽ rất là khó lỗi thời. Trong cái thời gian qua thì có thể là chúng ta sử dụng thời gian lâu, chúng ta phải vệ sinh thôi, vệ sinh công nghiệp thì sẽ sạch, nhưng mà sẽ không có lỗi thời với những cái màu sắc tương đối là sang trọng như thế này. Em đang chia sẻ lại là cửa chính của căn hộ này là hướng chính đông. Hướng chính đông, ban công và hai cửa sổ của phòng khách là hướng đông nam nha quý chú anh chị. Thì sẽ đón cái gió biển mát cả ngày luôn. Đôi khi chúng ta chỉ cần mở cửa như vậy là không còn sử dụng máy lạnh. Như chúng ta thấy là được trang bị rất là đầy đủ nội thất nè. Tủ lạnh nè, máy lạnh nè, máy giặt nè, bếp từ, máy hút mùi, cửa thì đã có cửa thông minh, cửa từ thông minh, bàn ăn, sofa, tivi. Không thiếu một gì đúng không ạ? Chúng ta chỉ mang đồ cá nhân tới và ở thôi. Hôm nay thì em Hằng gửi đến video clip này đến với chú anh chị. Thì em Hằng nghĩ là cũng truyền tải gọi là 99% về cái mức độ gọi là thực tế bên trong của căn hộ, sự mới mẻ cũng như là những cái tiện ích xung quanh. Em Hằng hy vọng là quý chị ở xa cũng có thể, cũng có điều kiện để mà xem hết video ngày hôm nay để lựa chọn cho mình những sản phẩm căn hộ bất động sản, đặc biệt là ngay bãi tắm như thế này.
với một mức giá phù hợp. Thì cuối cùng Lâm Hằng chia sẻ về cái giá bán của gia chủ là chỉ với 2 tỷ 850 triệu đồng nha quý chú anh chị. 2 tỷ 850 triệu 50 triệu đồng. Chúng ta đã mua ngay một căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích 88 m² như thế này. Pháp lý hiện nay của cả dự án là hợp đồng mua bán 50 năm. Chúng ta qua công chứng và về chủ đầu tư xác nhận là xong. Trên màn hình của màn có hiện số điện thoại là 0972331587. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho màn nhé. Một lần nữa, kính chúc sức khỏe và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.